Đây, bác nghe em 90 tuổi vẫn lên được đỉnh nhá. Lên đỉnh, 90 tuổi vẫn lên đỉnh nhá. 50 tuổi mới tụt nguệ, con 90 tuổi vẫn lên đỉnh. 90 tuổi lên đỉnh nhá. Con đấy là thanh niên mầm. Là nhớ thun đấy nhá, vẫn mặc áo ngắn tay vì là ăn chơi. Thời trang là phán thời tiết. Ấy ơ. Bye bye. Ê, ai mặc trong tao giỡn này. Bỏ lên cả nhà chụp. Ta sánh không đâu. Hãy lên ta sánh không đâu. Đây là một ạ. Lên, bạn đứng lên dưới. Đây đi. Rồi, chụp đi. Khoan mặc con bên bộ. Đây. Đang lá chim cho bà nhá. Này. Lá với ăn đây, trừ mất. Quay cái màn hình lại. Đẹp lắm, cảnh đẹp lắm. Chỉ hơi thun thôi. Được chứ? Bố được mua. Thun cái ăn trong mặt con đuôi không cầu. Phải bạc thôi. Bạc 5 đô. Đi vô. Cái cỏ nhầm ảnh ở cái mặt đâu ấy. Để cái giống vậy, bị giống vậy, giống giống. Không giờ mới được như thế. Mua rồi. Dán được mua rồi. Dán đầy hôi. Dán đến đố. Đúng rồi tiếng Anh. Anh có đỡ này tiếng Anh nữa thì được. Dớ ngọn thầy thì ngọn máu. Phải vậy thôi. Thôi cô lên phải để cho dừng. Để thắp dưới đây. Dừng hôi đừng được. Để còn con chó đứng xì nặng ở đây. Em không ơi, đẹp lắm. Lên đỉnh núi này. Dạ. Nhìn xuống thành phố Đà Lạt mộng mơ thì nó phải tốn tiền nó làm cái mộng làm cho có rau sạch đây nó làm cho nó đúng bài bản chứ không đúng bài bản mình thua. Em Xuân thì có là đi rồi thầy nhất chị chứ mày đi đây. Ngồi xe lên dốc 6 cây số. Ủa rồi hóa này tầm cụ. Này cầm tủ câu đẹp hơn hôm qua ở đôi hóa này. Ôi đẹp lắm. Đi Đà Lạt muốn đến đấy là chưa phải đến Đà Lạt. Mấy mình vẫn được ở lại một ngày nữa là được đi. Bộ sáng ơi, đây hoa đẹp lắm. Hoa cầm tú câu này. Đây ơi đây. Wow, hoa đây. Xuống đây có nướng thịt này. Xuống đây còn nướng thịt trú bác ơi. Ai lạnh đi xuống đây, bộ sáng mà lạnh đi xuống đây. Đây, có ngồi sưởi ấm. Đấy, bếp lửa bập bùng. Ôi, lạnh đi xuống đây ngồi mà sưởi. Có cái hoa chứ, hoa tím nó ranh đẹp này. Thôi, giống hoa múa của tám ấy. Thôi, bộ sáng này.
Đây, cổ trắng ơi. Cái hoa tím nhưng hoa chín mà đẹp rồi. Đi sưởi ấm. Lạnh lắm. Sưởi ấm mới đã đi lạnh. Đẹp rồi. Ngồi ấm người đã. Ngồi mua đi lạnh á. Đây. Thánh nên mầm. Họ mặc áo ấm, con bé nở là thời trang phang thời tiết em ơi, vậy rồi. Đúng không? Về ổn thì ta ông thuộc, còn hôm nay là ăn chơi không sợ mưa rơi. Quay cho những người cơ quan chưa đi thì hôm nay chị Hà quay cho mà xem. Này. Bạn như mình 90 tuổi đấy. 90 tuổi đấy em ạ. Mình ngồi lên xe mà thấy đứng chóng mặt đấy. Bạn như mình vẫn đang suy tín với con cháu đấy. 50 tuổi là cao mùi dứa. Dứa muối. Mà 90 tuổi là vẫn đứng lên được đỉnh. Bộ rắn này cái đạ nở mố, cái tầng đạ nở mố. Đấy. Cái đạ cao nhất đó là đạ oai. Đạ oai hả mố? À, chẳng phải ở đây. Đạ. Cái một cái con đạ, đạ mô côi xương. Chẳng phải ở đây. Là mố? Lâm Hà có là vị chiêu. Ôi hồi nào đây này, cái chỗ cầm tự câu đấy đẹp lắm. Này, chưa bà các bà cứ ngồi rồi đấy. Quay cho những người chưa được xem. Đẹp lắm, mùa thành phố Đà Lạt. Gần ở đấy gần suối vàng luôn à. Có suối vàng thì để đi đâu vàng luôn. Đúng rồi, cứ nổ pháo âm âm rồi hay. Bố Thắng ơi. Ôi chào tạm biệt mọi người nhé, để đi selfie cái ảnh ạ. À.